các bạn, Quang Hà rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình mỗi ngày một sản phẩm của siêu thị máy HC. Không biết dòng TV nào quý vị các bạn cảm thấy yêu thích và tâm đắc nhất ạ. Hôm nay Quang Hà xin được giới thiệu gợi ý cho các bạn một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu LG. Chiếc Smart TV 55-inch 4K với bảng hiệu 55UV7300. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chiếc TV này có điều gì hay nhé. Smart TV 4K LG 55UM7300 sử dụng thiết kế đơn giản, tinh tế, rất rẻ phù hợp với mọi nội thất và không gian trong ngôi nhà của bạn. Chiếc TV này được trang bị độ phân giải lên tới 4K Ultra HD, độ nét gấp 4 lần TV Full HD trước kia, kết hợp với tấm màn hình IPS sẽ mang lại chất lượng hình ảnh hết sức trung thực, chính xác và sống động. Công nghệ 4K Active HDR càng làm cho chi tiết hình ảnh trở nên đẹp hơn. TV được trang bị điều khiển thông minh Magic Remote với tính năng tìm kiếm giọng nói 3 miền Bắc, Trung, Nam sẽ giúp bạn tìm kiếm các từ khóa một cách nhanh chóng, chính xác và cực kỳ dễ dàng. Bên cạnh đó, TV được trang bị công nghệ âm thanh vòm DTS V2X mang lại trải nghiệm âm thanh hết sức tuyệt vời. Smart TV LG 55UM7300 sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong những ngày thực hiện cách ly xã hội chung tay chống dịch Covid. Và đặc biệt, sản phẩm này đang được có giá hết sức ưu đãi, cực kỳ sốc tại cửa hàng chỉ còn 11.490.000. Và bên cạnh đó sẽ được tặng rất nhiều quà tặng hấp dẫn, bao gồm tặng ngay ống sưởi selfie LG, tặng ngay ống sưởi tốc, lốc và lốc. Bên cạnh đó, các bạn mua TV sẽ được mua kèm loa sao 3 LG SL4 với giá ưu đãi chỉ còn 1.409.000. Vậy còn chờ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay chúng tôi theo số điện thoại 1800 1788 hoặc truy cập vào website www.hc.com.vn để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.